Số điện thoại em thì kiểu là sẽ nhớ quá luôn rồi gì đúng không? Mua 3 triệu à? Sấy rất là ngon, rất là thơm, rất là đặc biệt luôn đấy. Cái vị hương vị đặc biệt. Trà rồng sấy lại 100g 250.000. Các anh gửi em nhé. Mua mua của em một cái rồi. Hay dùng thử con thích anh sẽ lại mua thêm, mua tiếp. Nhá. Ok ok. Rồi. Số điện thoại em thì kiểu là sẽ nhớ quá luôn rồi gì đúng không? Mua 3 triệu à? Đấy là hồi người mấy tuổi? 18 đó. Thế là quá là tỉnh táo tàu đấy. Lúc đấy là còn nhiều lắm anh ạ. Thế người ta bảo mua thì mình cứ thấy đẹp được thì mua. Đấy em còn đang kêu trời kêu đất luôn. 3 triệu mà đấy có thể mua được một chiếc xe máy đúng không? Không mua được, không mua nổi luôn. Bây giờ thì giá trị cao hơn rất là nhiều, nhưng mà thời điểm đấy với cái chế của em này đấy có thể là lớn đúng không? Sau khi em dùng rồi em hoạt động kinh doanh của em thì em lớn rất là nhiều. Tại vì lúc đầu thì có nhiều người hỏi em bán rồi. Khi mà em ví dụ như em làm ăn tốt hơn em có thể mua số cao cấp hơn thứ 8 chẳng hạn.